Vâng, Yên Bonsai xin kính chào tất cả quý vị các bạn nhé. Đấy, thì ở cái cuốn video ngày hôm nay thì Yên Bonsai giới thiệu cho anh em là một số cây phôi xanh Nam Điền trực các bác nhé. Đấy. Thì một số cây phôi xanh phôi si nhỏ này thì mình đã giới thiệu ở cái video trước rồi. Thì cuốn video này mình sẽ giới thiệu chủ đạo cho anh em là 1, 2, 3 cái phôi xanh Nam Điền to và 3 cái tác phẩm xanh quê. Đấy, ở dãy bên ngoài kia. Thì đầu tiên cuốn video này thì mình giới thiệu cho anh em là một cái cốt xanh Nam Điền rất xịn sò. Đây. Nói chung là bây giờ mà anh em tìm những cốt xanh Nam Điền mà ra voi mà nó già mà cốt trực như này thì cũng ít. Nói chung là có nhưng mà bây giờ giá thị trường anh em biết là nó rất là cao. Thì đây là một cái cốt đầu tiên ở cái cuốn video này mình giới thiệu cho anh em. Đấy, thì sau đó là mình sẽ chia sẻ cho anh em là cái hướng định làm của cái cốt trực này anh em nhé. Nếu mà làm được như này nó sẽ rất là nhanh. Thì khoảng tầm 5 năm nữa là hoàn thiện rồi. Đây nhá. Cốt này thì đường kính của nó là vào tầm 20 này, 40 này, 60 này. Thì cái đường kính của nó từ cái bệ rễ bên này này sang đến bên kia là 70 anh em nhé. Và cái chiều cao của cốt này là 20 này, 40, 60, 80 này. Nếu mà cây này sau này hoàn thiện thì nó cao khoảng tầm 1 mét. Đấy. Một cái cốt xanh Nam Điền trực rất đẹp. Đây. Cái này đang nuôi móng rồng các bác nhé. Đây. Cây này cốt chậu rất lâu năm rồi, đang nuôi móng rồng này. Đợt này nó ra cái móng rồng này xong thì cây nó sẽ khác hoàn toàn. Đấy, mình sẽ quay cho anh em xem cái chi tiết trước. Đây, một cái cốt Nam Điền ra voi rất dày các bạn này. Nhìn nó sụ sị như ông lão ấy. À, có những cái lùa to toàn cái bát hết này. Nói chung bây giờ mà kiếm những cốt Nam Điền mà già trực mà thân nạc to to thì cũng hiếm rồi. Thì tí nữa mình sẽ chia sẻ anh em một chút cái định hướng là anh em định làm cái cốt này. Đây, những cái tay đòn của nó này. Tay một. Bằng bắp bẹn hết rồi. Hoàn thiện cao chỉ khoảng 1 mét thôi. Đây, mình quay cho anh em xem mặt trước và cái định hướng anh em định làm nhé. Vâng, đấy các bác nhé. Đây là cái bên chỗ trên của nó là cái chỗ đục này. Thì vừa rồi anh em chia sẻ là định làm cái này này. Bên kia là mấy anh em đục rồi này. Úp cái này vào đây này. Đấy. Thì nó sẽ đẹp hơn. Sau này mình sẽ lấy ngọn bên chỗ này. Đấy. Cái kia là tay hoành bay rồi. Đấy. Thì nếu úp được cái này xuống thì sẹo nó sẽ đẹp hơn. Mà chỗ này là vạch sẵn đường chạy rồi. Thì thân đường chạy nó mềm và nó khó chịu hơn. Cây nó sẽ được cái giá trị nghệ thuật cao hơn. Đấy là một cốt xanh trực đầu tiên anh em nhé. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em một cốt xanh thứ hai. Cốt xanh kia nó còn khủng hơn rất nhiều. Đấy, vâng các bạn nhé. Thì tiếp theo cuốn video này là một cái phôi xanh trực đây. Cây này nó là cái cốt chậu lâu năm các bác nhé. Đấy, chứ không phải là cái cây khai thác mới lên đâu nhé. Cây này khẳng định với anh em thì nếu mà để về phôi xanh Nam Điền thì ít cái phôi hoặc là cái cây xanh Nam Điền nó được cái nước ra như cây nhãn như này. Đấy, sau đó là mình sẽ quay cho em gần. Cái ngọn kia là đang cưa xuống là để gập xuống làm cái tay hoành các bác nhé. Đấy, đang nuôi rễ xuống này. Sau này nuôi được rễ xuống mình gập xuống thì đóng vào nó đảm bảo hơn. Đây rồi. Cái bệ của nó đây các bác nhé. Đây. Đây các bác nhìn những cái xanh Nam Điền bệ nó như này mà. Da nó như cây nhãn này. Cây mà lên tầm bệ nhãn rồi thì cây già lắm rồi. Cái chậu này là cái chậu 1m8 anh em nhé. 1m8, 2m đấy. Cái bệ của nó, cây này được trải, nó trải bệ rất đều. Mà... Đây, ui.
cây này nó quý cái là đây này, trước là nó ôm một ngày cây, nếu mà trồng trên cái mặt sân bê tông hoặc nó là ôm bê tông, và sau này những cái bệ của nó chảy rất là ghê gớm anh em ạ. Đây này, cái lu tinh bằng cái lồ cơm điện này. Đấy, đây nhìn cực phê luôn. Thì cây này xác định là nuôi phải đến tầm chục năm, nhưng mà những cây này hoàn thiện thì giá trị của nó sẽ rất là cao. Mà đến lúc cây này nó hoàn thiện cắt giật nhiều thì thân nó mọc ra nhiều cái lu như này thì cây nó sẽ khác hoàn toàn anh em nhé. Đấy, mình sướng nhất là cái bệ nhãn của nó anh em này. Đây các bác thấy không, nó nở như bệ nhãn xanh, mà nở như bệ nhãn này nó gớm ghiếc, nó già như nào, vàng hết rồi. Đây, con tử này là một cái con tử là vừa rồi bác mới đóng rồi nuôi các bác ạ. Đấy thì anh em đang tính hạ cây này, này hạ cây này làm luôn tay hoành này. Đấy, một cái phôi xanh nam điền trực rất là khủng. À, đấy, tiếp theo sẽ là một cái phôi 8 tầng. Cái phôi tán tầng này thì ở trước con trồng làm ra như kia cơ, nhưng vừa rồi ba cái trồng lại về bên này. Tại vì trước ở cái ngọn này ở giữa là cắt hơi sâu. Đấy, lấy ngọn lên thì nó hơi lâu nên là lật hơi nghiêng xuống, nghiêng hẳn về bên này, này. Đấy, trước là nghĩa là cái này nó tay là tay ngang này, cái này là cái ngọn giữa này. Đấy, nói chung là cây thì mỗi người ý định làm một cái cách riêng nên là không ai làm giống ai cả. Đấy, sau đó là phải đóng, vừa rồi phải đóng thêm một cái tay vào chỗ điểm này nữa thì để cho cây nó mới cân bốn mặt. Thì bên này là một số cái tác phẩm xanh quê rất là khủng các bác nhé. Những cái tác phẩm này trước cũng rất là nhiều tiền đấy anh em. Cây khủng hoàn thiện như này, một cái cây rất là già đây. Mình quay cho anh em xem tổng thể nhé. Ở đây là có ba cái tác phẩm xanh quê hoàn thiện này. Đấy, cây ở giữa này khủng nhất. Đấy, mà nếu mà về cái bệ mà cái đệ đan như lưới mà nó chảy là bết nhất là cái tác phẩm bên kia. Rồi mình quay cho anh em xem cái cây này trước nhé. Bác trồng ở trong một cái bể rất là to. Một cái tác phẩm cực già anh em ạ. Cây này già lắm rồi. Cái này thực sự ra mà nếu mà theo Yên Bonsai mình, cái thân này thì già đẹp mình cũng chê, những cái tay tán này thì nếu mà làm răm như các bác làm kỹ là lên tuốt từng cái lá một làm lại răm. Đây cũng là những cái tác phẩm rất đẹp rất quý chứ không phải ấy đâu anh em nhé. Đã qua bây giờ anh em không nuôi xanh quê nhiều đấy, có những cây xanh quê bây giờ vẫn mấy chục tỷ như cái cây của anh Tuấn thầy chùa đấy. Thế nên là anh em mình yêu cây thì anh em mình cứ làm cho nó thật đẹp vào, rồi sau này cái giá trị của nó sẽ đền đáp lại. Xanh nào cũng vậy thôi, nó mà lên đến tầm đẳng cấp rồi thì giá trị như nhau hết, nhiều lúc còn giá trị hơn. Đấy, tiếp theo bên này là một cái tác phẩm xanh này. Đấy, cái này có cái thân nó bo đá anh em ạ, thân bo đá thấm thủy, da nó vàng óng này, nó bo đá thân nó chảy nhuyễn hết rồi. Nói chung là những dòng này bây giờ là cũng rất là giá trị.
Đấy, đây là tổng thể từ xa của nó đây các bác nhé. Cây này cao khoảng tầm 1m3 thôi. Đấy. Anh em mà có khuôn viên nhà mới chơi những tác phẩm này rất là hợp lý. Còn đây là cái cây tác phẩm thứ ba trong bộ ba cây to của bác ấy nhé. Okay, đợt này mình nhặt hết sạch hết cỏ đi mà xử lý sạch sẽ những cái rễ mà nó bám thân này thì cây này cũng tương đối là đẹp anh em nhé. Đấy. Tại bên này tiếp theo bên đây là một cái cốt xanh nam điền cổ. Cái này như bác Hùng chia sẻ là trước nó là một cái cây to loành ngoành, bác cắt hạ hết chỉ lấy cái cốt cổ thôi. Ví dụ nhiều anh em sẽ cắt xuống kia là làm cây lùn, nhưng cây này bác muốn giữ nguyên cái lét cổ của nó, thế nên là để như là thành cây đóng, là thành cây 5 thân luôn anh em nhé. 1 2 3 4 5. Đợt này nó đang tốt, nhìn nó không rõ, sau này là giật được sau thì giật cả vườn làm lại thì Yên Bonsai sẽ làm một cái cuốn video đẹp hơn để cho anh em cùng ngắm. Đấy, tổng thể hiện tại của nó bây giờ nó cao khoảng tầm 1m2 rồi các bác nhé. Có anh em xem cái bệ của nó đây. Và giữ lại thành một cái cây 5 thân. Đấy. Bên đây là một cái cốt nam điền phôi bác ấy đang nuôi. Đây là một cái phôi nam điền đang nuôi. Cái này trước là đóng anh em nhé. Đây là cái thân này đóng này. Cái này sau thành tác phẩm thì cũng cực là quái. Cây này được cái là già các bác này. Đấy, đường ra nứt nẻ hết. Đấy, vâng các bác nhé, tiếp theo là một cái bệ xi. Cái này trước là cốt chậu lâu năm rồi, chắc đập ra ấy lại chứ bác nhỉ. Vì cây trồng trong chậu thì lúc nào nó cũng có kiểu như cuốn cuốn chậu này. Cây này thì chất liệu búp sen hồng đậm anh em nhé, sen hồng đậm. Lá tròn sen hồng đậm. Cây này già lắm rồi anh em nhé. Dòng này là nó không lưu nhiều như cái con đầu tiên video thôi, nhưng cây này mới là một cái cây già này. Trước sau nó cao kiểu cây giáng cổ bác cắt giật lại à? Bác lấy gốc rồi. Phần trên nó không được đẹp. À, đây chắc là trên bác đóng xuống à? Đúng rồi. Đóng này thì bẹ nó sẽ đẹp hơn đúng không? Này nó đấy, một cái phôi rất là đẹp anh em nhé. Con này nhiều tiền không anh? Ít tiền. Nó khoảng mấy tiền anh? Nó chưa đến 10 triệu. Báo giá anh em, báo giá bán anh em còn thương lượng đúng không? Chắc nó khoảng tầm 7-8 triệu. Đấy, bên đây cũng có một cái tác phẩm xi nữa các bạn này. Cái này thì hoàn thiện 90% rồi anh nhỉ. Cái này vui này, vui này. Ôi này, đùa nhiều anh thích cái này chứ nhỉ. Cây này nó cũng già chứ, nó chỉ đá sạch sẽ chứ. Con này cao khoảng tầm 70-80 các bác nhé. Đấy, vâng các bạn nhé, thì ở bên này giới thiệu cho anh em là một cái tác phẩm ổi. Con này già lắm rồi các bạn, bé tí mà trông nó khóc khách hết rồi. Mới ở góc này có một cái gì đấy, có cái đề bác nhỉ. Một tác phẩm gọi là một cái phôi đề đỏ này. Con này lúc nãy đầu tiên video đứng xa xa Yên đang tưởng cây si các bạn ạ. Con này mà si mà nó đẹp như này nhỉ.
Cái này mấy tiền anh? Cái này của chú em, chú à, của anh ấy à? À cái này với cái ổi này của anh Trực à? À có gì thì cứ liên hệ với anh Hùng. Đây quay gần cho các bác xem này. Nói chung cây gì thì cây chứ nó cứ già, nó cứ lùn nực già đẹp là chơi anh em. Nhăn nhau hết rồi. Xem cực phê luôn anh em. Đây, quay cho anh em xem cái tác phẩm ổi này. Đa số đợt trước toàn tới giếng anh nhỉ. Cây ở sân em có cái cây đợt trước em mua về đỏ, bây giờ tới cũng như này luôn. Đợt này là em đang giữ để cho nó bong hết cái da này ra cho nó da đỏ ấy. Năm sau là nó lại bình thường. Biết đâu lúc đấy cứ về ngày nào cũng xịt, ngày nào cũng tưới. Anh ở đây bây giờ mà làm cái bẻ tưới thì ngạt lắm, cho nên toàn tưới được giếng. Và đấy một cái tác phẩm ổi anh em nhé. Cái bẻ của nó này. Quay được cái thân pháp rất mềm anh nhỉ. Đợt này nó giật lại mà làm được những cái dăm ở đây ra, chỗ những chỗ cành này ra thì đẹp hơn này. Vâng các bạn nhé, thì vừa rồi mình giới thiệu cho anh em là một số cái cốt xanh Nam Điền to đấy. Thì các bác xem thì nhớ like đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Thì em sẽ để cái cốt xanh Nam Điền này làm ảnh đại diện cái video này luôn. Đấy, thì cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo nhé.